Chào các bạn, trong video này thì gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 và đề thi vào lớp 10 chuyên hóa đề như sau. Có thể phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí không? Giải thích. Thì câu trả lời của chúng ta đó là chúng ta có thể dùng phương pháp đốt cháy để phân biệt muối ăn và đường, bởi vì muối thì không cháy, còn đường thì cháy. Cụ thể là đường của chúng ta là đường ăn chúng ta hàng ngày á, là C12H22O11 và đây là đường sắt calo. Thực hiện phân cháy để thu được CO2 cộng cho H2O. 12 CO2, 11 nước. Chúng ta đi cân bằng oxy. 24 cộng 11. Đây 11 rồi, thì đây 24 là đủ. M2 thì chỗ này là 12. Được chưa?